Xin chào các bạn, đây là cái máy xay mini Rapido, công suất nó chỉ 300W thôi. Hôm nay là mình sẽ giới thiệu cái bữa ăn trưa của mình nhá, bao gồm đậu đen, chuối, xà lách và táo. Sau đây mình sẽ xay bằng máy xay Rapido. Trước tiên mình đổ một cốc nước vào đây, sau đó đóng cái nắp lưỡi dao này. Chặt rồi, sau đó các bạn bỏ vào đây, xoay vào đúng cái khớp của nó nhé.